Ninh Dương Lan Ngọc là người làm Mai Thúy Ngân với S. T. Sơn Thạch. Thúy Ngân đã trở thành nàng thơ mới của S. T. Sơn Thạch. Mới đây, trong hậu trường MV Ngày Thương Tháng Nhớ Năm Đợi, Lan Ngọc đã chia sẻ lý do vì sao mình không trở thành nữ chính trong sản phẩm comeback của anh bạn thân S. T. Sơn Thạch. Trước đó, S. T. đã chia sẻ về dự án này với Ngọc và cũng lâu rồi S. T. mới trở lại nên mình cũng muốn giúp bạn để ủng hộ tinh thần. Nhưng nếu tham gia quay cả MV thì Ngọc không có đủ thời gian nên mình làm cameo thôi. Quay bao nhiêu cảnh hay nội dung thế nào cũng được, miễn là mình có tham gia để ủng hộ tinh thần cho người bạn của mình, Lan Ngọc chia sẻ trong clip hậu trường. Chia sẻ về cảm xúc khi tái hợp với người bạn thân ở vai trò diễn viên, Lan Ngọc bày tỏ, cảm xúc của Lan Ngọc hôm nay rất bồi hồi và xúc động vì lâu rồi S, T mới trở lại với dự án âm nhạc. Thật ra mỗi lần quay MV cho S, T, Ngọc đều không nhận được tiền lương hay quà. Có lẽ lần này mình sẽ suy nghĩ nên nói S, T cái gì đó, Lan Ngọc kể về nỗi khổ khi quay MV cho bạn thân. Với những ý kiến trái chiều dành cho Thúy Ngân, ST cũng chia sẻ trên trang cá nhân, Thúy Ngân là một cô em rất dễ thương và hết mình. Mọi người cũng có thể thấy sự nhiệt tình của cô em này từ đầu đến giờ, ST không muốn một người bạn giúp mình nhiều vậy lại bị tổn thương hay nghe những lời không hay. Còn lý do vì sao ST không mời Lan Ngọc vào vai nữ chính thì cả hai đều đã chia sẻ. Hy vọng mọi người có cái nhìn thoáng và dễ dàng hơn vì MV cũng chỉ là một sản phẩm, một câu chuyện, một thông điệp phù hợp với bài hát mà ekip muốn truyền tải đến khán giả. Trong một chia sẻ trước đó, anh còn cho biết thêm, ban đầu khi mình ngỏ lời mời, Lan Ngọc khá là đắn đo vì lịch trình dày đặc. Tuy nhiên, Ngọc luôn hỗ trợ S, T nhiệt tình. Chính Ngọc là người đề nghị để em mời nữ chính khác giúp anh và đưa ý kiến là mời ai luôn. Đó là lý do vì sao mọi người thấy Thúy Ngân xuất hiện với vai nữ chính, còn Ngọc trong MV cũng như ngoài đời, luôn giúp đỡ cho S, T. Một điểm trùng hợp nữa trong MV này chính là Lan Ngọc vừa vào vai người phóng viên mai mối cho hai nhân vật chính. Ngoài đời cô cũng là người gợi ý cho sáng tác chọn Thúy Ngân làm nữ chính MV.